Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại NMET Liên minh sinh tồn. Mình sẽ làm một clip ngắn để chia sẻ về Ngọc với cả đồ của cá nhân mình chơi thôi nha anh em nhá. Đầu tiên là đồ của từng vũ khí. Đây như anh em nhìn đấy, mình mọi thứ là mình để mặc định hết. Không anh em lại bảo là mình sắp sẵn mình vào mình chơi mà không chia sẻ với anh em. Tất là tật. Kể cả cây dao găm này, mình cứ để nguyên đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Cây dao găm mình hay chơi. Đồ cũng để mặc định luôn. Căn bản là đồ của game này thì nó quá ít anh em ạ. Không như bên Liên Quân nên là mấy cái trò AOG. Đồ này quá ít. Bây giờ anh em muốn tùy vào từng trận mà gặp đối phương là gì, soi đồ nó, xong bắt đầu mình mới bui đồ thôi anh em nhá. Tất nhiên là mỗi đồ ở quyền mỗi cây vũ khí sẽ có 1-2 đồ trần phái hay là 2-3 đồ trần phái gì đấy. Bắt buộc phải có. Hoặc là anh em bui kiểu biến thái được. Gây bất ngờ cho địch nhưng tùy theo anh em chơi team hay là chơi Edqua. Giả sử anh em muốn cụ thể thì anh em có thể vào đây áp dụng như bên Liên Quân này. Nó cũng có là từng người người ta bui cái tỷ lệ thắng này của mình hay là đây là bị nạc này. Không có. Nó không hiện đồ, anh em ấn vào dùng thì nó tự chuyển thôi. Mình đang bị nát, không ấn được nha anh em nha. Vừa cập nhật xong, nó cập nhật cái quái gì 70 mê. Đấy, anh em là muốn cụ thể thì phải vào chuyên gia này, này. Lúc mà không đấy, nó hiện đồ kìa, anh em nhìn thấy chưa. Như cái ông nào kìa, DF hành không em này, em thì hành suốt ngày rồi. Em thì ăn hành ngập mồm hết rồi. Giờ nói về mình cứ làm clip solo là suốt ngày bị ăn hành rồi anh em ạ. Tại vì nhiều khi chọn những cây vũ khí mà làm video review cho anh em là toàn bị khắc cây vũ khí khác mà vẫn bắt buộc phải cầm thôi. Đây anh em ấn dùng nha. Đấy thì nó tự ra ngoài thôi. Đấy, đấy là cách nên đồ theo của top. Top chơi vũ khí đấy anh em nha. Còn cái bên này này là cụ anh em xếp vào đây này. Đây, ấn vào đây. Xong cây này cho vào đây. Mình đã thử rồi nhưng mà nó không ăn thua. Trừ khi nào anh em là phun sạch luôn những cái này thì vào trong game mình chỉ cần kéo nước lên là nó chuyển luôn item à, nhưng mà nó lại không tự động. Ví dụ là xếp ở O1, O2, O3, O4 này, nhưng mà chỉ có item của O3, O4 này, O1 này, O2 không có cục nào thì thành ra là cục đấy nó lại trống. Anh em này phải vào xếp lại một lần, cứ để auto đi. Muốn xếp cái gì thì mình hơi mất tí, sau này sẽ update là sẽ có lúc vào trận ở bên túi anh em ạ. Anh em nhặt quả bí ngô và vứt quả bí ngô đi, nếu mà dư item nó sẽ hiện thêm một ô ở trên cạnh cái túi ấy. Là thêm một ô item nữa. Hiện tại là 4 ô, 2 bình máu không tính thì sẽ là 4 ô. Sau này là update là sẽ vứt quả bí ngô đấy đi, sẽ được một ô nữa là 5. Nếu mà nhặt được thính nữa, đặt bỏ súng luôn ra, vặt bỏ mota ra là sẽ thêm một ô nữa là 6. Đấy, ở chỗ cái túi, cái bảng túi ở trong trận anh em nhé. Nói tiếp đến là Ngọc. Mình nhiều khi mình nói anh em là cứ tưởng mình nói đùa, nói vui. Cái Ngọc của mình đây. Mình xài nung tung beng xòe để mấy viên 4 quay ra đó. Nên cả mấy viên 4 game cho, mình chả mua cái gì cả. Vấn đề đấy, có cục nào mình xài cục đấy. Chỉ có một bảng thôi anh em nhé. Đây một bảng duy nhất mình dùng cho tất cả vũ khí. Cái công phép này, công vật lý nung tung này, xòe này này. Đấy, đây trang Ngọc này. Trang Ngọc 2 không có gì luôn ạ. À, anh em nhìn thấy chưa, không có một cái gì. Đây chỉ mỗi Trang Ngọc 1 thôi. Trang Ngọc 2 không có gì. À, có nghĩa là mình chỉ dùng một bảng Ngọc thôi. 3 viên Ngọc đặc biệt thì sau này mình sẽ dùng sau, khi nào mắc 30 đăng mà khi nào đủ 5.000 bảng Ngọc đã. Còn cái rút Ngọc này, hiện đang có event thì anh em là nên quay Ngọc nhá. Nên quay Ngọc kể cả bằng kim cương hay không, để tiện thể làm luôn cái event tích lũy ấy, để lấy cái event song down luôn. Song down thì sau này nếu mà hết đợt event này thì bản sau, có lẽ bản sau nữa nó sẽ có. Tại vì là cây song down đây chỉ có event nó mới ra thôi anh em nhá. Sớm muộn nó sẽ có thôi anh em, không cần phải vội. Mà cây đấy là rất là mạnh luôn. Sau này update sẽ là mạnh. Đổi vũ khí này. À đâu, đây là đề cử. Đề cử này cũng như là bên đồ kia anh em ạ. Nhưng mà đây là hệ thống game nó hướng dẫn. Anh em chọn đồ gì cũng được. Đấy, nó sẽ đề cử những cái ngọc này cho anh em để anh em tự bui nhá. Cái bảng ngọc đề cử của game này mình rất thích, nó phải đến 89% là chuẩn luôn của từng vũ khí anh em ạ.
Tại vì bảng ngọc thì vào trong anh em muốn đổi bảng ngọc phải chờ mấy phút cơ. 3 phút hay là 2 phút thì mình không rõ. Đấy. Mình không bao giờ mình đổi bảng ngọc. Kể cả bên bảng quốc tế mình làm có hai bảng, một bảng vật lý với cả một bảng đam phép. Là hai bảng. Chơi hai loại vũ khí phép và vật lý thôi. Nhưng mà mỗi lúc đổi mình lười. Chả muốn đổi. Cứ để thế mà đánh. Còn nếu anh em mà muốn giàu thì sẽ chia là một bảng tăng này, AD này, phép này, sa thủ này. Đấy đại khái thế đó, 4 hoặc 5 bảng gì đấy. Đây còn lưu ý phần ngọc đặc biệt anh em ạ. Chỉ có 3 loại ngọc thôi. Level 10, 20, 30 là sẽ mở. Ví dụ mỗi loại đấy thì lại mỗi loại ngọc đấy thì lại chỉ có 3 viên khác nhau. Đấy, ví dụ như là mình dùng nó dịch tiếng Việt hết thì anh em chắc chắn là cứ đọc là sẽ hiểu. Mỗi loại có 3 viên rồi. Ô đầu tiên là cái ngọc xanh kia là ngọc hỗ trợ anh em nha. Đây. Ví dụ là bên ngọc xanh này. Cái đầu tiên này, cái đa số là anh em dùng cái đầu tiên là ngon. Cái này cộng dồn đam mỗi khi mình giết địch. Game này thì anh em cứ càng map thì đam nó sẽ được cộng vào nhiều hơn. Cộng vĩnh viễn ở trong trận luôn anh em nhé. Còn hai cái cục xung quanh này là hỗ trợ farm quái mới nhặt đồ, tăng tỷ lệ tăng vàng và các thứ mới cả mở đó đồ nhanh hơn. Rồi ví dụ như là mình hay chơi sát thủ như viên cam này, mình sẽ dùng cái viên là bị nộ địch trong 80m. Nếu mà mình đi gần đến nó ấy, thì dưới chân mình sẽ tạo vòng xoáy tăng tốc là mình sẽ phát hiện địch nó ở gần đấy. Có nghĩa là phát hiện là sẽ có người đấy chứ không phải là soi mắt đến được hay là dấu chấm đỏ trên minimap anh em nhé. Có nghĩa là mình phát hiện có người gần thôi. Hoặc là bên tím này, ngọc tím này, dụ cục sôi máu này sẽ là dùng cho AD anh em nhé. Đấy, nó đánh vào công đánh thường là đánh tay ấy. Đấy, đánh tay thì chỉ bọn AD thôi. Cục sấm sét này sẽ dùng cho bọn phép đi, chính xác là bọn phép. Còn bất diệt này là ông bạn mời. Bất diệt này là dùng cho tăng anh em nhé. Đấy, anh em cứ vào tham khảo mấy cái cục này. Quan trọng là mấy cái cục này này. Còn ở ngoài mấy cái cục công thường này hay phòng này anh em đọc là biết. Mỗi anh em thích dùng loại vũ khí nào nhất. Nhưng vấn đề là anh em bui xong vào trong trận có gặp vũ khí đây không mới là điều quan trọng. Thành ra là mình chơi cái bài là cứ cảm chung chung thôi. Cùng lắm là chia hai bảng, một bảng vật lý, một bảng đam phép. Thế là xong rồi à. Nhiều anh em cứ đặt nặng quá vấn đề bảng ngọc. Bây giờ nói với anh em là mình cứ vào trận nhảy xuống mà đấm nhau chân tay không ngay đầu trận ấy. Nếu mà mình full ngọc 3 đánh nhau với một thằng full ngọc 5 chắc chắn là mình thua. Nhưng mà mình chỉ cần đấm 2-3 cái mà thấy khác nhau nhiều là mình đã phải chạy rồi. Anh em hiểu không? Đấy, cái đấy là cái chính. Còn đến tầm đến giữa, nhưng mà vấn đề đấy là nếu mà ông nào đỏ ông chỉ cần nhặt được hơn một đồ thôi. Thế là cái đã phù nấp được cái bù nấp được cái chênh lệch giữa bảng ngọc giữa 3 và 5 rồi. Nhưng vấn đề là chỉ có bây giờ thôi, còn càng về sau thì anh em càng như độ 1 tháng đấy. Hơn tháng là anh em có full bảng ngay mà. Bên quốc tế mình cày khoảng tháng rưỡi là full một bảng ngọc 5 anh em nhé. Đến 2 tháng thì mình dư đâu 15.000 mảnh ngọc. Chả làm gì, có mua gì đâu. Lúc đấy là mình có hai bảng đấy chứ. Ở cái game này là ví dụ bảng ngọc anh em đang nắp ở bảng 1 vẫn có thể nắp được sang bảng 2 và vào trong game vẫn có thể dùng được hai bảng. Xong xong anh em hiểu không? Đấy, hay là hay ở cái đấy. Nên anh em mình cũng quá quan tâm được cái chuyện ngọc làm gì cả. Nếu mà anh em nào trong vui thì canh canh mỗi tuần này sẽ có 2-3 hôm làm nhiệm vụ là quay tiêu 10 cargon ấy. Tiêu 10 cargon để anh em nhảy vào trong tiêu tiện thể làm nhiệm vụ luôn. Anh em thích mua vũ khí hay là quay ngọc cũng được. Đang có event giảm giá quay ngọc thì anh em nên quay. Đấy, giảm cả giá ngọc à. Đến ngày 17 mai là hết. Đấy, còn cái gì nữa không? Hết rồi anh em ạ. Clip ngắn thôi mà. Còn cái phần cài đặt thì đồ họa anh em có để thấp nhất để tăng FPS lên lúc anh em combat team ấy. Hay đông người quá độ hôn trục mạng này. Lục mạch thần kiếm với cả vạn kiếm quy tông thập giáng long thập bát trưởng nung tung xòe trên màn hình thì máy nào chịu nổi. Cứ để thấp nhất đi anh em ạ. Rồi, còn chỗ nào nữa? Thao tác. Cái thao tác ở cái dòng thứ hai ưu tiên tấn công anh em nhá. Mục tiêu thấp máu nhất anh em tích vào đấy. Nhưng mà khi combat thì anh em lưu ý phải
mục tiêu thấp máu nhất mình sẽ đánh, ưu tiên là mình đánh nó, nhưng mà vấn đề là cái vũ khí mà anh em dùng ấy, phạm vi công kích có đến đâu, có đến được cái thằng mục tiêu thấp máu nhất đấy không để mà công kích. Nếu anh em mà không đến mà vẫn thì vẫn cứ đánh cái thằng nhiều máu á, anh em lưu ý cái đấy nha, cái đấy không có gì là nạ cả. Rồi còn cái phần tự động nhặt thì mình cứ để đóng này, mình nhặt bằng tay cho nó chuẩn đồ, hơi chậm tí thôi không sao. Hiển thị máu lớn, máu nhỏ, máu lớn đây, vào trong này là mở hai bình máu luôn. Rồi không có gì, thế thôi. Rất mong là, rất vui là được đóng góp với anh em nhá. Hẹn anh em ở những clip sau.